Dạ rồi, tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một phôi kim tiền nhà mình nha. Cây này cốt đế thoăn lắc này, rất là lực cây luôn, mốt đầu luôn nha. Kim tiền lên nóc với ốc xâm trong. Cây này có mã số là 861 nha. Hoành này em đo là 48 nha, cao 40, đang nằm chậu 38 nha. Rồi cây phôi này giao lưu nhà mình 1 triệu 6 nha, bao phí không chậu nha. Nói chung hàng này quá đẹp luôn nhà mình. Cây cốt đế rất lực luôn, đế trải luôn nha. Cây này thì lúc mà lên chậu sơ ý này làm hư hết cái đầu này. Nhưng bây giờ đang đánh nuôi lại thằng đầu này. Đó, lấy đầu lại. Cây này mà còn đầu sống chỗ đây nữa là tuyệt vời luôn. Khỏi suy nghĩ luôn. Cây này đế đấm quá lực, quá đẹp cây nha. Nhà mình tham khảo nha. Nói chung cái đầu chính đó thì em báo trước là nó đang bị như vậy nha. Đầu tiên thì rút về sưu tầm, mình có thể mình nuôi đây hai cái mầm đây lại này, hai mầm nhỏ để lấy đầu lại nha. Đầu này thì nó bị tuột rồi, là mình tham khảo luôn. Đế đấm rất đẹp nha, cây này nói chung rất lực cây. Cây này ra cây làm phong bài cũng rất là tuyệt vời luôn. Rồi mã số 861 nha, giao lưu nhà mình 1 triệu 6 nha, bao phí không chậu cây này. Dạ rồi, em xin qua cái này luôn. Tiếp tục nhà vườn em xin giao lưu cả nhà mình là một tác phẩm Hải Châu nha mình nha. Cây này cũng bán thành phẩm rồi nha. Cây này hai thân, nó liền đế liền cốt nha. Đế trải rất là đẹp luôn, rất là già cây nha. Cây này có mã số là 862 nha. Tổng hoành cốt này em đo là 48, hoành lớn này 22 nha. Cây cao, tính từ dưới cái mặt chậu này, tính từ mặt chậu này nha, mà lên trên đỉnh luôn tầm 90. Đang nằm chậu là 54 x 38 nha. Rồi cây này thì nhà mình tham khảo luôn. Nếu được duyên thì ai bóc cho em nha. Ai bóc cho em theo số điện thoại 0366169369 nha. Số này cũng là số Zalo của em luôn. Nói chung mấy cái hàng này thì giá cả nó hơi nhích, nó nhạy cảm chút xíu nha. Nhà mình ai bóc cho em nha. Đế đấm rất là vững luôn. Này, lên gần đế luôn nè. Đó, nhà mình thấy không, rất là cổ thụ luôn. Hải Châu lá nhỏ nha. Nói chung cây này thì nó đang rất là sung lá luôn, đang ăn trúng phân rất là sung luôn. Đó, phần này nhà mình tham khảo nha. Hải Châu cây đế đấm rất là ok nha. Cây này cũng bán thành phẩm nha, nhà mình tham khảo luôn. Được chuyện thì liên hệ với em nha. Ai bóc với em theo số Zalo là 0366169369 nha. Thì rất là sung cây. Rồi mã số 862 nha nhà mình, cây Hải Châu, liên hệ cho em nha. Rồi em xin qua cây này luôn nha mình. Tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây cốc chu rừng nhà mình nha. Cốc chu rừng, cây này có 3 chân rễ xuống này, 3 chân rễ. Đó, rất là quái nha. Cây này sống khỏe nha mình. Cây này có ghép một bo thái này, một bo thái nó dính rồi nha. Cây này có mã là 863, có tổng hoành em đo 3 chân rễ này là 110, cây cao là 100 nha, tính từ mặt chậu lên tới đỉnh nha, đỉnh ngọn. Đang nằm cái chậu nuôi 90 này nha mình, chậu nuôi tạm thời thôi, nhà mình là xem tham khảo luôn. Rồi cây này thì em giao lưu nhà mình là 3 triệu 2 nha, 3 triệu 2 bao phí cho cây này, nhà mình là xem tham khảo luôn. Cốc chu nha. Này ba cái rễ này. Nói chung cái hàng cốc cốc này thì mình về mình nuôi một thời gian lâu, càng về lâu về dài thì bên dưới nó sẽ tạo củ nha mình, nó sẽ tạo củ nha. Mấy cái bo này cho nó to to chút xíu là mình cứ ghép cốc thái vừa cho em nữa là tuyệt vời luôn. Nhà mình tham khảo nha. Thì rất là ok nha mình. Hàng thì hàng nuôi sống rồi. Nói chung là cốc này nó cũng dễ chịu, nó không có ấy đâu, nó dễ sống thôi, không vấn đề gì đâu. Rồi nhà mình tham khảo luôn nha. Rồi mã số 863 nha, giao lưu nhà mình là 3 triệu 2 nha, em bao phí vậy nè. Em sẽ nếu được duyên giao lưu thì em sẽ rút ra khỏi chậu, em bó bầu cẩn thận gửi nhà mình, về nhà mình lên cái chậu mới cho em nha. Rồi, ok.
Dạ rồi em xin qua cái này luôn. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây sơn trà nhà mình nha. Cây này dòng sơn trà Phú Yên nha. Cây ngậm đá luôn nha mà. Nhẹ đá luôn nha. Cây này to lắm nha mình. Thì to cây lắm. Cây sống khỏe nha, chỉ cành đây đây. Rất là sung luôn, rất là mướt luôn nha. Cây này có mã số là 864 nha. Có cái hòn dưới cái chân đế này nè. Em đo là 75, cây cao là 100 nha. Cây cao là 100. Đang nằm cái chậu nuôi 90 lọt lọc. Chậu nuôi tạm thời nha. Thì cây này nhà mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ý thì ai bóc cho em nha. Nói chung cái hàng này là đồ nặng nha mình. Nói chung nó nặng lắm. Cây này nó ngậm nguyên khối đá luôn nè. Đó. Đá quá trời đá luôn. Nó ngậm cứng luôn nha mình. Nhẹ đá nó ngậm quá trời đá luôn. Từ cái chân đế lên luôn nè. Toàn là đá luôn. Nên cây này chi phí đi rất là cao. Nhà mình xem tham khảo nha. Nếu mà cây này cũng tầm 3-4 người ạ. 3-4 người bê nha. Cũng rất là nặng. Cây này mà cao mốt đầu. Cao mà từ dưới mặt chậu này mà tính lên cao hết lên tới ngọn luôn. Phải hơn 1m6-1m7 nha mình. Mình tham khảo luôn nha. Sơn trà nha. Nói chung cây này to lắm. Cây này rất là nặng, nó nặng là nặng đá nhưng mà cái dạng đá nó đù cứng luôn. Sơn trà nha. Rồi nhà mình tham khảo luôn. Được duyên ưng ý có nhà ý liên hệ em nha. Thì số điện thoại là 0366169369 nha. Số đó cũng là số Zalo của em luôn. Rồi mã số 864 nha, sơn trà nha mình. Dạ rồi em xin qua cái này luôn. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cụm rừng Hải Châu nha mình nha. Cụm này nó liên cốt nha mình. Cây này đang đánh cái form thiên nhiên nha. Đánh cho nó sọ tán ra nha. Cây này có mã số là 865. Tổng hoành cốt em đo là 48 nha. Cây này liền cốt. Cao 45 nha. Cao 45 tính từ cái mặt ươm đây này lên trên ngọn nha. Đang nằm chậu nuôi lọt lòng 35. Đây, cây này đang nuôi dần này. Dần cũng khúc tầm mười mấy á. Rồi cây này em giao lưu cho mình 1.400.000 nha. Em bao phí không chậu cho mình. Một cụm rừng Hải Châu lá nhỏ nha. Liền cốt đó nha mình. Liền cốt đó nha. Đây, lá của nó này rất là nhỏ luôn này. Nó rút lại này. Nó xíu luôn nha mình. Rồi mình tham khảo nha. Cây này liền cốt liền đế hết nha mình. Rồi mình tham khảo luôn nha. Cây này được một cái là nó rút lá này. Quá phiêu luôn. Lá siêu nhỏ luôn nha. Đó. Mình xem này. Hải Châu nha. Rồi mã số 865 nha. Giao lưu nhà mình 1.400.000 nha. Em bảo phí không chậu cái này. Cụm rừng liền cốt nha. Rồi em xin qua cái này. Dạ rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình một tác phẩm dúi Hoàng Anh Mộc cho mình nha. Cây này hàng sưu tầm nha mình nha. Chân rễ quái luôn. Chân nơm nha. Đây, bộ rễ nơm này. Cây hàng nuôi thuần chậu rồi nha. Cây bao rễ luôn. Cây này có mã số là 866 nha. Có số đo tổng hoành cái chân rễ này em đo này. Tổng hoành tròn qua nha là 160. Còn cái hoành chỗ đây này lớn nhất này là tầm 15 nha. Chiều cao tính từ cái mặt chậu nha. Mà lên tới đỉnh nha là tầm 110 nha mình. Cây có cái bộ tán chiều ngang nha. Tính từ điểm đây này qua bên đây là 130. Đang nằm cái chậu hột xoài nha. Lọt lòng 90 nha mình. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Nếu được duyên ưng ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn nha. Theo số điện thoại 0366169369 nha mình. Cây này cực kỳ duyên lắm nha mình. Đó, cái chân rễ này nó co nó dặn này. Rất duyên luôn. Rất là nét nha. Cây này nó vô cái form rất là ok luôn. Đáng để cho nhà mình về sưu tầm nha. Chuối Hòn Anh Mộc nha mình. Bộ rễ chân nơ nha mình thấy không? Quá phiêu luôn. Cây này bộ tán rất là lộng nha. Tán ngàn tới 130 nha. Đó. Đặc biệt là cây này đã thuần rồi nha. Nó đã thuần chậu rồi. Rễ này. Đó. Rễ làm này. Nếu mà được chuyên giao lưu thì em sẽ giao lưu không có chậu nha. Em sẽ rút ra khỏi cái chậu này. Em bó bầu cẩn thận nha mình.
Về nhà mình lên cái chậu mới thay áo cho nó là ok luôn. Quá VIP luôn nhà mình. À, mình tham khảo luôn. Rồi mã số 866 nha. Nếu được duyên ý thì liên hệ cho em. Theo số điện thoại 0366169369 nha. Nói chung cây này nó đóng cũng rất là còn kệnh nha mình. Nhưng hữu duyên nha. Được duyên giao lưu thì em sẽ cố gắng em giữ an toàn cho nhà mình nha. Quá phiêu luôn nha mình. Cho một tác phẩm dưới Hoàng Anh Mật nha. Rồi em xin qua cái này luôn nha mình. Dạ rồi, tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một tác phẩm dưới Hoàng Anh Mộc nha mình nha. Cây này hàng cực kỳ quái luôn, hàng đáng để sưu tầm nha. Cây này mới được sơ ba này, vừa dây định hình cho nó này. Đó, nhà mình xem cái độ quái của nó này. Rất là duyên nha. Cây này có mã số là 867 nha. Em đo tổng hình cái bệ này là 135 nha. Còn ngay cái hòn này em đo này là tầm 28. Còn cái hòn lớn chỗ đây này tầm 35 nè. Chiều cao tính từ cái mặt chậu này mà lên tới mót tới đỉnh ngay tay em chỉ nha là tầm 80. Và chiều rộng form tàn ngang này là tính từ điểm đây nha, bay ra đây là tầm 130 nha, đang nằm chậu hộp xài. Lọt lòng 90 nha mình. Rồi cây này nhà mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ý nhà ý thì liên hệ iBox cho em nha. Theo số điện thoại 0366169369 nha. Nói chung hàng này rất là quái luôn. Chân nêm nha. Chân nôm nha nhà mình. Hàng chân nôm. Quá VIP luôn. Hàng đáng sưu tầm nha. Đó, cây này thì hàng thuần chậu rồi. Đó, rễ nha mình thấy không? Rễ này. Bao rễ luôn. Quá trời rễ luôn nha mình. Đó, rễ này. Quá khỏe rồi nhưng mình an tâm luôn. À, bộ rễ nôm này. Thì chỗ này có một xíu lũi nha. Nhưng mà không có ảnh hưởng gì tới cây nha mình. Đó, nó đang kéo nó bao già này. Rất là khỏe luôn. Cây này có cái độ dặn co rất là quái luôn, rất là duyên cây nha mình. Mình tham khảo luôn nha. Dúi Hoàng Anh Mộc nha mình. Đó. Mình thấy cái bộ nôm của nó, bộ chân rễ rất duyên luôn nha. Cái mặt này, mặt cắt này đã được xử lý nha, được xử lý rồi. Đó. Quá VIP luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo nha. Rồi mã số 867 nha mình. Một tác phẩm dưới Hoàng Anh Mộc nha. Nếu được duyên ngân ý thì cứ liên hệ cho em nha. Số điện thoại 0366169369 nha. Sau đó cũng là số Zalo của em luôn. Rồi em xin chào cả nhà mình luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một tác phẩm dưới Hoàng Anh Mộc cho mình nha. Một cái cây dưới có cái dáng đủ cực kỳ duyên luôn. Hàng nuôi thuần là nhà mình, thuần chậu nha. Rễ này bao rễ luôn. Cây này có mã số 868 nha. Có cái hòn cổ này em đo là 18 nha. Cây cao tầm 28 nha mình. Và chiều đổ nha, em tính từ đây nè. Cây điểm tem chỉ này đổ xuống tầm 50-55 nha mình. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 30 nha. Cây này thì em giao lưu không chậu nha mình. Rồi cây này em giao lưu nhà mình 1.8 triệu nha. 1.8 triệu em bao phí nha. Nếu được duyên thì em bó bầu cẩn thận gửi nhà mình về lên cái chậu mới nha. Rất là ok luôn. Cây này nó duyên lắm nha mình. Dưới nha Hoàng Anh Mộc. Nói chung mấy cái phần này thì bên em đang xử lý nha. Nhưng mà không có vấn đề gì đâu. Cái kiểu nó nứt da nha mình. Vẫn lại xử lý thôi. Không ảnh hưởng gì nha. Cây hàng thuần rồi. Về nhà mình lên cái chậu đẹp nữa cho nó đổ nữa là tuyệt vời luôn nha. Đó, mình xem tham khảo cái co lắc của nó này. Rất duyên luôn nha mình. Mình tham khảo luôn. Chỉ 1.8 triệu thôi. Em bao phí cho cây này nha. Mã số 868 nha mình. Dưới đổi. Ok luôn. Rồi em xin qua cây này luôn nha mình. Dạ rồi, tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây găng vàng nha mình nha. Lá chân vịt nha. Lá mũi mát nha mình. Cây này mới được sờ ba lại nha. Sờ ba vô dây định hình nè. Cây này nói chung mình mới vô cái nước dây này nó muốn thành phẩm luôn rồi. Cây đang bắn lọc non rất là khỏe luôn nha. Quá sung luôn nha mình. Cây này có mã số là 869 nha. Tổng hoành gốc này em đo là 98. Cây cao là 72. Tính từ mặt chậu lên tới đỉnh nha. Form tàn rộng là tính từ tay em chỉ nha. Là bay xuống đây là tầm 90 nha mình. Đang nằm cái chậu qua lọt lầm 60 nha. Rồi cây này thì em giao lưu nhà mình là 4.5 triệu nha. 4.5 triệu em bao phí cây này. Nói chung hàng găng thì
Cái hàng cỡ này là quá dữ, hàng khủng nha mình. Rất là nút cây luôn đó, nhà mình thấy không? Lũa thì bên em có xử lý nha, xử lý lũa này, lũa thép rin nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây đang lên lọc non rất là đẹp luôn nha mình. Rất là duyên cây nha. Để em quay mặt sau nhà mình tham khảo luôn. Cây này về nhà mình về lên cái chậu đẹp cho em nữa là tuyệt vời luôn. Khỏi phải suy nghĩ luôn nha mình ơi. Hàng này quá VIP luôn. Hồ trái rất là đẹp nha. Găng vàng nha mình. Găng vàng thì nó có cái dòng lá tròn nha mình. Cây này thì lá mũi mét nha. Mình xem tham khảo luôn. Rồi 4,5 triệu nha, em bao phí cho mã số là 869 nha, một cây găng vàng VIP luôn. Dạ rồi em xin qua cái này luôn. Dạ rồi tiếp tục nhà vườn em xin giao lưu cả nhà mình là một cây cẩm thị nha mình nha, cây này full tàn thiên nhiên luôn. Đây, vàng chi xương của nó này. Nhà mình thấy không? Rất là già luôn nha. Cây này có form rất là rộng luôn nha mình. Mà nó đều nữa, nhìn nó thoáng cái cây nha mình. Cây này có mã số là 870 nha. Cái hoành gốc thì nó hơi khó đo nên em đo cái thân lớn nhất nha, cái thân ngay tay em chỉ này là tầm 20 nha, còn chiều cao là 65, form rộng của nó là 140 nha mình, form rộng của tán nha, tính từ điểm này qua bên kia 140, đang nằm chậu nuôi lọt lòng là 53 nha. Cây này hàng thuần chậu rồi nhưng mình an tâm luôn, nhà mình xem tham khảo nha, full tàn luôn. Rồi cây này thì em giao lưu nhà mình là 4 triệu nha, 4 triệu bao phí cho cây này. Nói chung cây này thì chi phí đóng hàng rất là cồng kềnh luôn, nếu mà để giữ cho nó nguyên bộ vàng xương này. Nhưng mà em sẽ cố gắng em giữ an toàn, cố gắng hết sức nha mình. Nhà mình thấy cái phun tàn của nó rất là đều luôn. Nhìn vô thì nó không có rối, nó rất là thoáng, chi nào ra chi đó luôn. Đó, nhà mình thấy không? Nó liền một cốt bên trong nha. Tại cái hòn bên dưới là em nó nằm sát cái mặt đất quá em khó đo. Em đo cái hòn thằng lớn nhất thôi. Đó, mình thêm này. Bộ tàn rất là đều nha. Đặc biệt là hàng nuôi thuần rồi. Cái này là liền một cốt nha. Liền một cốt rồi nha mình. Liền một cốt nha. Rồi mình xem tham khảo luôn. Nếu được chiên thì rút về mình sưu tầm luôn nha. Hàng full tàn. Vàng chi xương nó già ra chi ngọn luôn. Rồi 4 triệu nha, em bao phí cho mã số là 870 nha, một cây cẩm thị full tàn luôn. Rồi em xin qua cái này luôn nhà mình. Chúc cả nhà mình xem tin vui vẻ luôn nha, ngày mới an lành, sức khỏe bình an luôn nha. Rồi em xin chào cả nhà mình.